Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta bắt đầu môn học mới, đó là ứng dụng phần mềm mã nguồn mở. Và bài học đầu tiên hôm nay là giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở. Trong bài học ứng dụng phần mềm mã nguồn mở này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm phần mềm mã nguồn mở, những lợi ích của phần mềm mã nguồn mở, tại sao nói sử dụng phần mềm mã nguồn mở là xu thế tất yếu, giới thiệu những phần mềm, những chương trình tiện ích nguồn mở phổ biến trên nền Linux, Ubuntu, những điều cần biết khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Kính thưa quý vị và các bạn, đầu tiên chúng ta cùng nhau làm rõ khái niệm thế nào là phần mềm mã nguồn mở, việc sử dụng, thay đổi và tái phân phối phần mềm mã nguồn mở phải tuân theo những quy định nào. Đầu tiên chúng ta bắt đầu làm rõ khái niệm phần mềm mã nguồn mở. Khái niệm nguồn mở có lẽ không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta. Thời gian gần đây, nguồn mở thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng như là một giải pháp tốt cho chính phủ điện tử, nhất là ở những nước nghèo và đang phát triển. Tất nhiên, không phải ai cũng biết thế nào là nguồn mở. Thậm chí, có bạn đang sử dụng phần mềm nguồn mở nhưng không hề biết. Vậy nguồn mở là gì? Nó có những lợi ích và ưu điểm gì so với phần mềm nguồn đóng và tại sao được gọi là mở? Định nghĩa nguồn mở được sử dụng bởi tổ chức sáng kiến nguồn mở, thể hiện một triết lý nguồn mở và xác định ranh giới về việc sử dụng, thay đổi và tái phân phối phần mềm nguồn mở. Giấy phép phần mềm, ví dụ giấy phép phần mềm công cộng GNU, GPL, cung cấp cho người dùng các quyền vốn bị cấm bởi bản quyền, gồm các quyền về sử dụng, thay đổi và tái phân phối. Có thể nói, nếu nguồn mở cho phép công chúng truy cập vào mã nguồn của một sản phẩm, thì giấy phép nguồn mở cho phép tác giả điều chỉnh chính sách truy cập đó. Vậy, phần mềm nguồn mở là phần mềm với mã nguồn được công bố và được sử dụng một giấy phép nguồn mở. Giấy phép nguồn mở cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích mà phần mềm mã nguồn mở mang lại. Trước hết, chúng tôi xin khẳng định với các bạn rằng với sự phát triển không ngừng của phần nhân hệ điều hành, đặc biệt là Linux và sự hỗ trợ mạnh mẽ, miễn phí và online từ cộng đồng mã nguồn mở, thì những lợi ích mà phần mềm mã nguồn mở mang lại là vô cùng to lớn. Cụ thể là sử dụng phần mềm mã nguồn mở có những lợi ích sau: sự tự do. Khi các tổ chức, doanh nghiệp và người dùng chuyển sang sử dụng phần mềm mã nguồn mở, họ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của những yêu cầu khắt khe về giá cả, thời gian sử dụng sản phẩm và các nhà cung cấp độc quyền phần mềm có bản quyền. Ngoài ra, luôn có một cộng đồng rộng lớn gồm các nhà thiết kế phát triển và những người sử dụng khác sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ thông tin kinh nghiệm với bạn. Về chất lượng, phần mềm thương mại hay còn gọi là phần mềm nguồn đóng do một nhóm thiết kế của một công ty thực hiện, trong khi phần mềm nguồn mở được sáng tạo bởi rất nhiều nhà thiết kế và người sử dụng để hoàn thiện nó theo đúng nhu cầu và giá trị kỳ vọng thực tế của họ. Điều mà các nhà cung cấp phần mềm bản quyền khó có thể thường xuyên đáp ứng nhanh được yêu cầu của cộng đồng người sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Tính linh hoạt, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng có thể sử dụng phần mềm nguồn mở trên các phần cứng máy tính có cấu hình thấp hơn, trong khi phần mềm bản quyền như Windows, Office của Microsoft luôn yêu cầu người sử dụng phải tuân thủ việc nâng cấp phần mềm và phần cứng. Đối với việc sử dụng phần mềm nguồn mở, không phải các nhà cung cấp mà chính người sử dụng mới là người quyết định khi nào cần cập nhật các phần mềm. Về tính tương thích, phần mềm mã nguồn mở có khả năng tương thích với các chuẩn mở tốt hơn các phần mềm có bản quyền, đồng thời cũng không bị giới hạn bởi những định dạng dữ liệu giữa các phiên bản cũ và mới trong phần mềm nguồn mở. Về tính an toàn, mã nguồn được phổ biến rộng rãi, giúp tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dễ phát hiện, khắc phục các lỗ hổng an toàn trước khi chúng bị lợi dụng. Đa phần các lỗi hệ thống của phần mềm nguồn mở được phát hiện
trong quá trình rà soát định kỳ và được sửa trước khi gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Các hệ thống phần mềm nguồn mở thường có quy trình rà soát chủ động chứ không phải rà soát đối phó. Chính sự công khai mã nguồn và các yếu tố trọng tâm của mã nguồn mở mà các lỗi kỹ thuật nhanh chóng được cộng đồng phát hiện và xử lý, cải thiện tính an toàn. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với phương châm sự an toàn có được nhờ tính bí mật vốn thường được sử dụng để đánh giá các phần mềm có bản quyền thương mại khác. Về bản quyền, việc chuyển sang sử dụng phần mềm nguồn mở bước đầu gặp không ít khó khăn, nhưng là một trong những giải pháp giúp cải thiện đáng kể tình trạng vi phạm bản quyền hiện nay, mang lại những cơ hội tiết kiệm chi phí sở hữu phần mềm, thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ, nghiên cứu sáng tạo, tôn trọng các giá trị của sản phẩm trí tuệ đồng thời và nâng cao năng lực cạnh tranh lành mạnh. Về chuẩn công nghệ mở, phần mềm nguồn mở trong quá trình sử dụng rộng rãi trong các khu vực hay ngành nghề nhất định sẽ tự hình thành ra những chuẩn mở. Khi sử dụng phần mềm nguồn mở, người sử dụng được xem như tham gia vào quá trình xây dựng chuẩn các ứng dụng phần mềm nguồn mở, chuẩn công nghệ mở cho các địa phương, quốc gia để đảm bảo rằng những chuẩn đó sẽ phù hợp với các đặc điểm văn hóa và nhu cầu thực tế của địa phương, quốc gia đó. Tính tùy biến, các tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng có thể biến đổi một phần của gói phần mềm mã nguồn mở để biến chúng phù hợp với những nhu cầu của mình. Nhờ vào tính mở và các mã nguồn mở và các tổ chức, các doanh nghiệp có thể tùy chỉnh, phát triển, bổ sung thêm tính năng để nâng cấp như dịch vụ công, dịch vụ thu phí, v.v. Điều này rất khó thực hiện đối với phần mềm có bản quyền thương mại, ngay cả khi phải trả phí cao cho nhà cung cấp phần mềm có bản quyền. Về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, tính mở và tính cộng đồng của phần mềm nguồn mở là điều kiện tốt cho việc nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng các yêu cầu triển khai sử dụng phần mềm nguồn mở cho các tổ chức, nhà nước, doanh nghiệp. Với các công cụ phát triển ứng dụng phong phú, các tài liệu công nghệ có thể tải tự do về từ mạng Internet, các kho mã nguồn do cộng đồng nguồn mở trên thế giới phát triển và cung cấp miễn phí. Việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin có bài bản sẽ tạo ra những sản phẩm hoàn toàn có thể thay thế các sản phẩm thương mại. Kính thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở là xu hướng tất yếu hiện nay. Nó phù hợp với chủ trương và chính sách của nhà nước. Việc chuyển sang sử dụng phần mềm mã nguồn mở mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là lợi ích về tổng chi phí sở hữu trí tuệ. Cụ thể là miễn phí bản quyền phần mềm, miễn phí các phiên bản nâng cấp trong toàn bộ vòng đời sử dụng sản phẩm, giảm chi phí phát triển phần mềm đáp ứng theo yêu cầu nghiệp vụ, sử dụng phần mềm mô đun có sẵn để phát triển tiếp, sửa đổi điều chỉnh phù hợp với nghiệp vụ, kéo dài thời gian sử dụng, tái sử dụng các phần cứng, thiết bị trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng của toàn hệ thống. Chi phí đầu tư, vận hành hệ thống tập trung vào các dịch vụ hữu hình đem lại giá trị trực tiếp, thiết thực cho tổ chức như tư vấn, sửa đổi theo yêu cầu, triển khai đào tạo, bảo trì, nâng cấp hệ thống, v.v. Mức chi phí tiết kiệm khoảng 75-80% so với phần mềm có license trong những năm đầu tiên. Giảm tối đa sự phụ thuộc vào một vài nhà cung cấp phần mềm dẫn đến dịch vụ kém do không có cạnh tranh hoặc bị ép trong trường hợp cần đàm phán về chi phí, dịch vụ. Việc nâng cấp phần mềm mở rộng hệ thống với mã nguồn trong tay có thể dễ dàng nâng cấp mở rộng hệ thống theo yêu cầu trong mỗi giai đoạn phát triển. Đối với các hệ thống đang hoạt động, chủ động thực hiện chuyển đổi sẽ tránh được nguy cơ bị phạt vi phạm bản quyền hoặc bị buộc phải mua license, tăng cường độ tin cậy, độ ổn định, tính an toàn, bảo mật toàn hệ thống. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến hiện nay như hệ điều hành Linux, bộ công cụ văn phòng OpenOffice, trình duyệt web Firefox, công cụ quản lý mail Thunderbird và các công cụ khác như YubiKey, Notepad, 7-Zip, v.v. Kính thưa quý vị và các bạn, phần mềm mã nguồn mở đầu tiên phải kể đến là hệ điều hành Linux. Linux không chỉ là phần mềm hệ điều hành mã nguồn mở thông thường, mà nó còn là nhân của hệ điều hành. Từ Linux,
người ta đã viết nên các cái bản phân phối hệ điều hành đang được sử dụng phổ biến hiện nay như Fedora, SUSE, Ubuntu. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về hệ điều hành Ubuntu trong bài học sau. OpenOffice là bộ công cụ phần mềm văn phòng mã nguồn mở, miễn phí và tương thích với các định dạng tài liệu của Microsoft Office. Có thể xem OpenOffice là người thay thế Microsoft Office một cách xứng đáng. Các ứng dụng chính của OpenOffice gồm Writer, soạn thảo văn bản tương tự như Word, Call, bản tính tương tự Excel, Impress tương tự PowerPoint, Draw và Math, soạn thảo các công thức toán học tương tự Microsoft Equation Editor. Mozilla Firefox là trình duyệt web bản nguồn mở phổ biến thay thế Internet Explorer và được đánh giá tốt nhất hiện nay. Có lẽ không cần phải nói thêm về Firefox, trình duyệt web có nhiều tính năng ưu việt so với Internet Explorer, trình duyệt có khả năng bảo mật cao cũng như được ưa chuộng nhất hiện nay. Mozilla Thunderbird là ứng dụng email miễn phí, giúp bạn truy cập vào email nhanh hơn, sử dụng dễ dàng hơn với các bộ lọc thư rác thông minh được xây dựng trong RSS Reader. Thunderbird được thiết kế để ngăn chặn virus và ngăn chặn thư rác. Nó bao gồm trình duyệt mail theo tab, công cụ tìm kiếm mới, tạo mục lục, hỗ trợ cho Firefox, cài đặt đơn giản. Và như đây đã nói, nó có một bộ lọc thư rác rất thông minh. CloudWin là phần mềm diệt virus miễn phí và hiệu quả. Tuy nhiên, chưa hỗ trợ khả năng quét virus thời gian thực như đặt tông antivirus. Panet là công cụ vẽ đơn giản và dễ dùng thay thế cho Pen của Microsoft. Notepad cộng cộng là công cụ soạn thảo văn bản khá mạnh dùng cho các lập trình viên để viết code chương trình với các chức năng syntax highlight. Pidgin là ứng dụng chat thay thế cho Yahoo Messenger, IIM, Windows Live Messenger có khả năng kết nối với nhiều mạng chat cùng một lúc tại đây tất cả các hệ điều hành phổ biến hiện nay. VLC Media Player thay thế cho Windows Media Player. VLC là một chương trình chơi media có tính năng rất tuyệt vời, không những chơi được hầu hết các định dạng media mà còn xem được những file từ web và xem DVD. Hơn nữa, VLC sẽ là công cụ tuyệt vời đối với những người thường xuyên download những file video lớn, vì VLC có khả năng chạy những file chưa hoàn chỉnh hay bị hỏng một phần. VLC có thể chạy trên nền hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux hay BOS, chơi được gần như tất cả các định dạng media, rất dễ sử dụng, ngay cả đối với những người không thành thạo vi tính. 7-Zip thay thế cho WinZip. 7-Zip là phần mềm không chỉ hoạt động với những định dạng nán của nó, mà còn sử dụng được với định dạng phổ biến Zip. Nhờ đó mà là một lựa chọn lý tưởng cho các mục đích gia đình hay công việc. Nó cũng có thể unzip một số định dạng phổ biến như RAR, CAB, ISO. 7-Zip có thể được tích hợp vào Windows Shell để dễ dàng sử dụng khi kích chuột phải, nán và bung nán giống như WinZip và có khả năng mã hóa những file nán cần bảo mật. GEMP thay thế cho Adobe Photoshop. Nó là một phần mềm để tạo và chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số, đã xuất hiện được 12 năm và tương thích với hầu hết các định dạng ảnh như JPG, TIFF, PNG, BMP và GIF, cũng như các file Adobe Photoshop và PenShot Pro, có đầy đủ các chức năng cần thiết của một phần mềm chỉnh sửa ảnh, rất dễ sử dụng. Và cuối cùng là ImpressRecorder thay thế cho NeuroPenROM, là một phần mềm mã nguồn mở thay thế cho những phần mềm ghi CD, DVD thương mại, có thể ghi tất cả những loại CD và DVD thông thường, hỗ trợ DVD hai lớp và ghi từ file email, ISO và bin. Ngoài ra còn rất nhiều công cụ khác như Miro là công cụ chơi video HD miễn phí với giao diện dễ dùng, Blender 3D là công cụ xây dựng và trình diễn các mô hình 3 chiều miễn phí và khá mạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chúng ta cùng nhau làm rõ
về những điều cần biết khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Với mục đích giúp người sử dụng phần mềm mã nguồn mở luôn sáng suốt với những lựa chọn của mình, chúng tôi xin liệt kê ra đây những điều chúng ta cần biết và hiểu rõ trước khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở. 1. Là không chỉ riêng Linux. Mỗi khi nói tới mã nguồn mở, mọi người thường nghĩ tới Linux đầu tiên. Điều này dẫn đến việc dư luận khẳng định mã nguồn mở chỉ dành riêng cho Linux. Tuy nhiên, điều này không hẳn vậy. Có rất nhiều dự án mã nguồn mở hỗ trợ đa nền hoặc chỉ hỗ trợ Windows. Cụ thể, hiện nay có rất nhiều tiện ích mã nguồn mở chạy được trên Windows hoặc cả trên Windows lẫn Linux. 2. Là không phải lúc nào cũng miễn phí. Để làm một phần mềm mã nguồn mở, mã nguồn của nó phải mở với tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chính ứng dụng này phải miễn phí. Thực chất, có rất nhiều công ty kiếm được tiền từ dự án mã nguồn mở. Trong nhiều trường hợp, giá được tính cho những tính năng hỗ trợ hoặc tính năng phụ, nhưng họ thường tạo ra một phiên bản miễn phí dành cho cộng đồng. Khi một công ty bán một phiên bản cho cộng đồng, đó thường là phiên bản bị rút gọn, phiên bản cơ bản của sản phẩm thương mại, nhưng vẫn là mã nguồn mở. Một ví dụ phải được kể đấy là Jimbra, một công cụ email được cung cấp miễn phí, mã nguồn mở cùng với một phiên bản khác, có mức phí, có nhiều tính năng hơn. 3. Là nó có thể được hoặc không được hỗ trợ. Một số phần mềm mã nguồn mở cung cấp lựa chọn hỗ trợ và một số phần mềm thì không. 4. Là người dùng có đầy đủ quyền truy cập vào mã nguồn. Mã nguồn mở có nghĩa là bạn có đầy đủ quyền truy cập vào mã nguồn của một sản phẩm phần mềm. Nhưng điều này không nghĩa là bạn cần phải truy cập vào mã nguồn chương trình, mà chỉ làm điều này khi cần thiết. Thực tế, người dùng có thể sử dụng phần mềm mã nguồn mở mà cả đời hoàn toàn không quan tâm đến mã của nó. 5. Là mã nguồn không chỉ dành riêng cho lập trình viên. Rất nhiều người cho rằng bởi tính chất của mã nguồn mở, chỉ các lập trình viên mới sử dụng tới nó. Liệu có phải do mã nguồn mở có sẵn? Liệu có phải độ mở của mã đồng nghĩa với việc chỉ những người biết cách đọc mã, chỉnh sửa mã, xây dựng lại mã mới có thể sử dụng nó? Điều này hoàn toàn không đúng. Bởi bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở mà không cần chỉnh sửa và xây dựng lại phần mềm. Một điều chắc chắn là hầu hết người sử dụng phần mềm mã nguồn mở hoàn toàn có khả năng về can thiệp mã cũng như khả năng về ngôn ngữ lập trình. 6. Là không phạm luật khi sử dụng nguồn mở. Việc sử dụng phần mềm nguồn mở không vi phạm bất kỳ luật sở hữu trí tuệ nào cả. Vậy nên bạn có thể thoải mái sử dụng nguồn mở và không bị kết tội phạm luật. 7. Là không cần là chuyên gia mới có thể sử dụng nó. Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng phần mềm mã nguồn mở là dành riêng cho các chuyên gia. Thực tế lại không phải vậy. Với hầu hết các dự án mã mở, giờ đây bạn không cần phải cài đặt từ nguồn. Mã mở đã phát triển theo hướng ngược lại so với người dùng máy tính thông thường. Khi độ thông minh của người dùng máy tính thông thường giảm, thì tính dễ sử dụng của phần mềm mã nguồn mở lại tăng lên. 8. Là hầu hết các phần mềm mã nguồn mở đều đáng tin cậy như các phần mềm khác. Phần mềm mã nguồn mở ở tất cả mọi nơi. Nó có tên download.com.vn, download.com trên thị trường Android Market, ở bất kỳ công cụ Remote Software do Linux phát hành, từ các trang trên toàn thế giới, bất kỳ nơi nào bạn có thể nghĩ tới. Nếu tìm kiếm trên Google, bạn có thể thấy chúng. Có rất nhiều trang dành riêng cho phần mềm mã nguồn mở. Ngay cả Microsoft cũng dành riêng một trang cho mã nguồn mở. Chính là phần mềm miễn phí và phần mềm chia sẻ hoàn toàn không giống với phần mềm mã nguồn mở. Hầu hết người dùng đều quen với phần mềm miễn phí và phần mềm chia sẻ. Hai dạng phần mềm này không giống với mã mở. Nếu mã nguồn của phần mềm không mở, phần mềm này không phải là phần mềm mã nguồn mở. Và cuối cùng, chắc chắn bạn đã sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
Bạn đang sử dụng trình duyệt Firefox? Nếu có, tức là bạn đang sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Thực tế, có rất nhiều người đang sử dụng phần mềm mã nguồn mở mà không ý thức được điều này. Như với những người sử dụng OpenOffice, Thunderbird, Picking, WordPress, v.v. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài về giới thiệu phần mềm mã nguồn mở. Qua bài học này, chúng ta đã hiểu được khái niệm về phần mềm mã nguồn mở, những lợi ích của phần mềm mã nguồn mở, xu thế tất yếu của phần mềm mã nguồn mở, những phần mềm mã nguồn mở phổ biến và những điều cần biết khi sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc bài học này, chúng tôi muốn khuyên với các bạn rằng các bạn hãy mạnh dạn và nhanh chóng chuyển sang sử dụng một cái bản phân phối nào đó của hệ điều hành mã nguồn mở như Ubuntu hoặc Fedora để được sử dụng các ứng dụng, các tiện ích rất thân thiện và miễn phí trong nó. Bạn sẽ thấy thích thú khi sử dụng chúng như đã từng thích thú khi sử dụng các ứng dụng và tiện ích trên môi trường Windows. Những gì bạn đã tích lũy được trong quá trình sử dụng các ứng dụng trên nền hệ điều hành Microsoft Windows sẽ được phát huy khi bạn làm việc trong môi trường hệ điều hành mã nguồn mở. Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây chúng tôi xin kết thúc bài học hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn thích thú và thành công trong việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau.